Hello my friend and welcome to the game Intruder. Kẻ lạ đột nhập. Cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Bộ não của mình đang cố gắng xử lý cái hình ảnh này và đưa ra một cái kết quả, nhưng mà chết não my friend. Bác sĩ kết luận là chết não. Start tổ. Bắt đầu. 47 vụ án đột nhập và cái gì ăn trộm tài sản trong vòng 30 ngày vậy đó my friend. What the hell? Sao có cái game hồi bữa cái gì my friend? Game Amos Home gần về nhà. Mình cần phải gọi là chặn mấy cái thanh máy thôi. Nhân vật đang bảo là chuẩn bị chặn mấy cái thanh ở cửa sổ để khỏi bị trộm đột nhập vào my friend. Không thể nào. Đúng rồi, mình nên cầm đèn pin phóng cái cúp điện với lại một con dao để lỡ may my friend. Nhân vật suy nghĩ hay đấy. Nhưng mà lấy ra đi nha nhân vật, lấy dao ra đi, lấy dao ra trước đi. Có phải ai đó đột nhập vào nhà mình hay không? Mình cần phải kiểm tra căn nhà my friend. Ôi ôi, mình làm bạn với Conan my friend. Conan bảo này là có người vào rồi đấy. Tại vì kính văng vào trong mà my friend, kính không văng ra ngoài ok. Với lại có máu nữa, có nghĩa là có thằng nhảy vào đấy. Chứ nếu không chỉ có cục gạch với cục đá đây thôi, có nghĩa là mấy thằng phá hoại. Ai vào nhà tôi đây? Xuất hiện đi. Tôi có dao đấy. Lên đi xuống người ta. Nếu mình là một thằng ăn trộm, mình chỉ đi lên hay đi xuống? Mình chỉ đi lên cơ. Chơi game là phải nhập vai my friend. Không những nhập vai vào nhân vật mà còn phải nhập vai vào kẻ phản diện nữa. Phải nắm bắt được suy nghĩ của nó thì mình mới có thể chống lại tụi nó được. Sao nhà này giàu quá vậy? Tiếng gì đấy? Mình thấy không ưa thằng nhân vật chính rồi đấy. Nhà nó giàu quá. Là mình có thể nghe thấy tiếng động đó my friend. Thấy chưa my friend? Rút dao ra, what the hell? Nút dao nút nào? Rồi xong. Ok, cúp điện my friend, rất may là mình có điện pin. Tiếng gì đấy? Hình như điện chưa cúp được my friend ạ. Bị cúp cầu dao với lại cúp automat các kiểu, cúp cầu chì đấy chứ. Ôi giời ơi. Cái gì ấy? Nhân vật rút dao ra đi nhân vật. Bạn chờ cái gì nữa? Chờ nó đâm mình trước à? Bạn ngu lắm. Mấy thằng ngu như này đáng chết mày friend. Đầu tiên là nhà nó quá giàu mày friend. Thứ hai là nó quá ngu. Cái gì kêu ta? Sợ đây có friend nào nhà giàu nữa không? Cho mình kinh nghiệm với. Cho mình biết là cái tiếng bíp đó là tiếng gì vậy? Nhà mình nghèo lắm. Không có cài đặt cái bíp bíp đấy mày friend, không biết đó là cái bíp gì hết. Báo cháy à? Báo cháy hay báo gì đấy? Đừng có kẹt kẹt nữa. Ôi mấy cái cửa. Nhà giàu mà sao kiệt vậy? Mua một chai RP7 vào mày friend. RP7 chứ, xịt vào mấy cái chốt cửa là nó hết kêu liền. Mấy friend biết thì lên mạng Google RP7 ok. Mình có một chai á, nếu mấy friend không Google được hoặc là mấy friend không mua được thì nói mình ship cho mấy friend. Cho mấy friend xài ké ok. Xịt 2-3 phát là cửa hết kêu liền. Xịt xong nhớ trả lại cho mình ok. Nhà mình có đúng chai đó thôi đấy. Chắc mà mình chưa cho mấy friend mượn được, phải cho thằng nhân vật mượn trước. Ế? Sao trên đời lại có một cái phòng kiểu này mấy friend? Đây là phòng trú ẩn của bọn nhà giàu ok. Gì kêu đấy? Tiếng kêu càng ngày càng gần rồi mấy friend. Có phải máu đó không? À đâu phải. Máu nè. Quê quá. Đến bây giờ nào? Hình như cái tiếng bíp. Cục thịt này bíp nha mấy friend. Hay là nó có bom? Nhưng mà mình khá chắc chắn là nó bíp đến từ đây nè. Hello. Và đó là game Intruder my friend. Xin lỗi vì game làm quá ngắn my friend. Nhưng mà game chỉ cần chất lượng là được thì nó nói vậy my friend. Không cần dài, chỉ cần chất lượng. Mình thích cái châm ngôn này lắm.
Thì nói chung game cũng hay, cũng đáng sợ my friend. Đẹp, ngắn quá mình phải chơi thêm một game nữa nó mới đủ một video my friend. Làm gì có con game kinh dị nào mà dài có 5 phút như thế này. Chơi thêm một con game khác my friend. Very nice. Cảm ơn bạn đã làm ra game ok. Nó ghi là thank you for playing thì mình phải thank you for making my friend. Ok. Còn cảm ơn my friend là thank you for watching. Shark phobia my friend. Nỗi sợ cá mập. Ok. Mình không sợ cá mập đâu. Mấy cái loại không có độc mình cũng sợ my friend. Mấy loại này cắn phát chết luôn đâu có gì phải sợ. Mình chỉ sợ mấy cái loại mà nói chung cắn phát chết ngáp ngáp thôi mấy friend không? Biết cái loại như nhện này, rắn này, bò cạp này, ba cái loại nó mà cắn phát bắt đầu đầu óc lúc đó suy nghĩ gọi là theo kiểu tuyệt vọng. Thì thôi ôi chết rồi mình sẽ chết mấy friend. Nhưng cá mập lắm như làm đen thui mấy friend. Em không còn biết gì. Game mình chơi sao? Hello. Rảnh không gì làm đi bơi nha mấy friend. Gì đây? Ôi. Hello. Đừng. Em mới vào chơi game mà em chưa chơi được gì hết á. Ouch. Eto. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao nhà nó đông con thế? Nhà nó hai đứa mấy friend. Ow. Help. Help me. Bidibim. Nghiêm túc lại mấy friend, nghiêm túc lại coi nào. Chơi game phải nhập vai chứ. Phải đặt mình vào vị trí của nhân vật chứ. Gì vừa vào được chưa được 2 phút chết rồi. Cái gì đứa nào la đây? Mấy bạn nghe không? Nhân vật la à? Dầm mấy cái kia đau quá hả? Nhân vật thì như đập mấy cái con mà có gai ấy mấy bạn. Hello, nice. Ai tốt bụng với mấy bạn? Ai rải máu khắp nơi dưới biển vậy? Có phải là mấy bạn không? Ồ, hai chú cá mập tung tăng cho mấy bạn. Đến mùa giao phối rồi mà hai chú bơi với nhau song song mới biết. Ok. Bám đít chú thôi. Chú ấy sẽ đưa mình về nơi ăn nghỉ cuối cùng my friend. Chú cá mập ấy đấy. Tự nhiên mình nhớ lại một game tên là K-Phobia my friend. Game mà mình lạc trong cái hang động 7 màu á. Game này tựa game rất là khác cái là mình giờ là đang lặn thôi. Mới thấy không? Là như con cá mập nó khôn như vậy. Giống cái game hang động 7 màu ấy. Bọn quái nó cũng đần độn lắm. Nhìn này. Jesus, ngu cả con cá heo này mấy friend. Nếu mà chung nhà phát hành game thì bọn quái ngu lắm, mình có thể bỏ chạy được. Damn it, mình sai rồi. Mình khá chắc chắn là chung nhà phát hành game rồi đấy. Tại vì cái chỗ trốn nó cũng giống nè. Hai anh cái dắt nhau đi được phải không? Ok, nó quay lại rồi. Nice. Ok. Ok. Con lợn này không nên làm ra game này my friend. Lần sau mà mình thấy thằng nhà phát hành game này mình phải tránh nó ra gấp. Hồi mình chơi cái game hang động 7 màu là mình thấy nó sai sai rồi. Sai chỗ nào my friend thấy không? Làm gì con cá nó đứng nhìn như thế này. Hai con nhưng mà một con. Tại sao sao cá mập nó không ăn con này? Tại sao là cứ nhất quyết phải ăn thịt mình? Thịt mình có gì ngon? God damn it. Fuck. Gì vậy? Oh my god. Sao đít này vậy? Cứu mình với, mấy friend ơi, cứu mình với. Mình quay lại chỗ cũ rồi nha mấy friend. Mình khá chắc chắn là như vậy. Sao này giờ nó cạp mình chục phát mình cũng chết. Mình khá chắc chắn là con này cạp mình 10 phát rồi. Nhưng mình không chết mày friend. Đỉnh cao mày friend. Ok, nó cạp mình được 15 phát rồi nha mấy friend. Lách quá đỉnh. Oh my god. Con này lì hơn chó nữa. Ok, và đó là game Sapphobia mấy friend. Không có kết thúc nào tốt đẹp cho nhân vật được hết đấy. Cũng giống như lúc mấy friend hàng lạc trong hang ấy mấy friend. Chết vì thiếu oxy, đây cũng chết vì thiếu oxy này. Chuẩn luôn rồi đó mấy friend, nó nè. Cây phobia này nó làm luôn nè. Tại sao mình không để ý ra, tại vì lúc cái tên của nó có chữ phobia là mình phải biết rồi chứ. Con game này mình cũng chơi thử rồi này, game này bưa vậy mất luôn. Okiku ấy, mình chơi mình úp clip mấy friend. Thôi bây giờ thấy game của bọn này mình nên tránh ra. Ok. Bữa mình định chơi con Ratman mà thôi giờ biết rồi thôi.
Và Badaboom, Badabim đó là hai game kinh dị ngắn. Ok, ok. Chúc mấy friend, cảm ơn mấy friend đã theo dõi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mấy friend. Goodbye and